Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ. Cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và trong cái tựa game mà ngày hôm trước mình có video mình bảo là gặp nhiều hack và nhiều lỗi á, thì ngày hôm nay nó có thêm một vật phẩm miễn phí. Và điều đáng nói là cái này không cần phải cày tiền, cũng không có sợ bị lỗi nữa. Các bạn chỉ cần đi đến đây cho mình, đến cái cổng dịch chuyển sang một cái tựa game khác, kiểu giống như là hai game nó quảng cáo cho nhau vậy đó, nó hợp tác với nhau. Thì các bạn chỉ cần bước qua cái cổng dịch chuyển này thì nó sẽ có một cái nguy hiểm như thế này đây. Là các bạn đã có được cái vật phẩm rồi đó. Sau khi cái nguy hiểm nó hiển thị thì các bạn có thể out game ra. Bây giờ thì mình sẽ đến với phần avatar review cho mọi người xem cái vật phẩm nó như thế nào nha. Cái ấn tượng lúc đầu của mình khi mà nhìn thấy hai cái lá cờ này thì mình cứ nghĩ đâu là nó sẽ nằm ở cái phần cánh, nhưng mà nó lại là nằm ở phần nón. Hai cái cờ này cũng nhỏ nhỏ nè. Đây, mọi người thấy mình phối cái outfit này dễ thương không? Mình cảm thấy rất là thích cái outfit này luôn ấy. Cái này thì siêu dễ lấy rồi, không có mất thời gian nhiều nên là các bạn cứ lấy nó đi. Và chúng ta sẽ trở lại với cái vấn đề mà lỗi của cái game này. Thật sự là game vẫn chưa fix luôn. Là khi mà mình thu thập đủ 1.000 xu, nó vẫn không có cái nguy hiệu cho mình nha. Mình khá là khó chịu ấy, mình đã bỏ ra cũng khá nhiều thời gian để mà cày được lên 1.000 tiền, nhưng mà nó không cho mình cái nguy hiệu. Khi mà mình bấm vào cái bảng nhiệm vụ á, thì nó chỉ mới hiển thị là 918 trên 1.000 xu thôi. Coi có tức không? Đây nha, các bạn coi đi. Trời đất ơi, tôi không biết phải khiếu nại về đâu luôn á. Mình đã có thử out game ra và vào lại với cái hy vọng là sẽ có cái nguy hiểm xuất hiện liền luôn á. Nhưng mà đời mà, nó đâu có như mơ đâu. Vừa không có nguy hiệu mà tiền xu của tôi lại bị sụt nữa, các bạn nhìn thấy không? Từ 1.000 lẻ mấy mà còn 954, bật lên thì vẫn là kiếm 918 trên 1.000. Và tôi không biết sao luôn. Đây là lời cảnh báo nha, bạn nào mà đang có ý định muốn cày cái lấy cái vật phẩm á, lấy cái con người ngoài hành tinh ấy, thì hãy coi lại thời gian các bạn bỏ ra có xứng đáng không. Tôi khá là khó chịu và bực mình rồi đấy. Mà mọi người nhớ vào trong tựa game này đăng nhập đủ 5 ngày cho mình nha, để có được cái vật phẩm là cái tên lửa hay sao á. Đây nè, đăng nhập đủ 5 ngày trong tựa game này thì sẽ có được vật phẩm này miễn phí á. Và video của mình đến đây được rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Hẹn gặp mọi người ở những video vật phẩm miễn phí tiếp theo. Bye bye.